ít nhiều á, sư phụ cũng chữa được cái bệnh mất ngủ Dạ cũng đúng mấy rồi, chục triệu người, đúng rồi. tại vì cái âm thanh của sư phụ không phải là bình thường, nó có thần thông trong đó. Tại vì ngày mà sư phụ hồi xưa sư phụ đi học high school, lớn lên ở Mỹ rồi học hết đại học đi làm, một ngày chưa nói tới 50 chữ nữa. Có lúc tối còn không được đi làm gì chứ, coi tôi còn cái ngủ nào không hay Trả tiền của ngủ. ngủ là năm năm của sư phụ, là khi mà lúc mà sư phụ ra độ đời đó, mẹ mới nói con cứ dùng giống như khai khẩu thì hai nhãn là đại khái nhiều cái sư phụ không có dám nói mấy trên mạng, nó phải có mấy cái đó nhưng mà về tốt cho nhân loại thôi. Tại vì nhân loại thời nay mà không có âm thanh sư phụ á, họ rất là nhiều người có thể bức xúc rồi họ làm mấy chuyện điên rồ, có thể tự tử nữa đó. Tại vì cái thời tận thế giống như là y như con bị nhốt trong chuồng cọp, và rồi hay là bị tra tấn trong một cái ngục tù vậy đó. Hiện bây giờ chúng ta như vậy, thì từ đó Thiên Long Sơn với Thiên Tấn Kiệt xuất hiện để mà đưa nhân loại vượt qua được cái cầu này, cầu cầu dưới toàn là cá sấu với ma quỷ không, rồi phải dìu họ qua. Qua được rồi thì đến cái thời Thái Lai, sắp sửa Thái Lai thì chúng ta mới trở lại đời sống bình thường.